16 tháng 4 năm 2023, tức ngày 16 tháng 2 năm Quý Mão, đoàn trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, do nhà giáo Ngô Hồng Tân, hiệu trưởng làm trưởng đoàn, tổ chức dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định.